Xin chào quý khán giả Carolina TV. Tuần lễ cuối cùng tháng 6 năm 2021, nhà báo Phạm Trần biên soạn. Báo chí làm tay sai thì xã hội suy thoái. Trần Hưởng Lược Thuật, Carolina TV thực hiện báo chí tự phong cách mạng của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã một lần nữa được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của cái gọi là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam từ 21 tháng 6 1925 đến 21 tháng 6 2021. Ngày 21 tháng 6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập báo thanh niên cơ quan của hội việt nam cách mạng thanh niên tại quảng châu trung quốc để truyền bá chủ nghĩa mark lenin vào việt nam vì vậy trong nhiều văn kiện nghị quyết đảng cộng sản việt nam đã đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của báo chí là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa mark lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm cho hệ tư tưởng của Đảng của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa vân vân. Đồng thời tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, phản bác có hiệu quả những thông tin quan điểm sai trái phản động thù địch bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng theo tạp chí Đảng Cộng sản ngày 17 tháng 6 năm 2021. Tiêu biểu công tác này đã được quy định trong nghị quyết năm khóa 10 năm 2007 thời tổng bí thư nông đức mạnh theo đó thì đối với báo chí cần nhấn mạnh báo chí là tiếng nói của Đảng, nhà nước của tổ chức chính trị xã hội và là diễn đàn của nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật vân vân. Quyết định báo chí phải làm theo lệnh Đảng và tuyên truyền chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh là nhiệm vụ bắt buộc vì tất cả báo đài đều của đảng, quân đội, công an và các tổ chức, cơ quan đảng. Không có báo tư nhân ở Việt Nam vì theo lời nguyên trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng thế Việt Nam không có báo chí tư nhân. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc theo diễn văn ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vì vậy theo quy định thì những gì ghi trong nghị quyết là phải làm, không ai được từ chối thi hành. Nhưng khi Đảng càng tìm cách kiểm soát, càng muốn cột cổ bịt mắt người làm báo lôi đi theo quyết định độc tài đảng trị thì đó đây trong làng báo đã phát sinh hiện tượng phá rào muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà nước chuyện báo đảng sai phạm xuống cấp vi phạm đạo đức nghề nghiệp như sách nhiễu doanh nghiệp tư nhân và nhà nước để có tiền bỏ túi không mới mà là chuyện được coi như bình thường trong làng từ năm này qua năm khác. Ngoài ra 14 năm trước đảng còn cảnh giác rằng công tác quản lý báo chí còn buông lỏng bị động xử lý sai phạm thiếu kiên quyết nể nang né tránh kéo dài Đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận báo chí còn nhiều hạn chế, yếu kém, công tác tổng kết thực hiện thực tiễn nghiên cứu về tư tưởng lý luận và báo chí chưa theo kịp sự phát triển của tình hình. Cũng trong 14 năm qua, đồng thời với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của ba khóa đảng việc sửa đổi những sai phạm của báo chí vẫn không tiến thêm bước nào tuy đảng không dám nhìn nhận đã có hiện tượng tự diễn biến và tự chuyển hóa trong làng báo như trong cán bộ đảng viên nhưng những nhìn nhận chậm đổi mới chậm thay đổi trong công tác quản lý báo chí và tình trạng suy đổi đạo đức và xuống cấp của đội ngũ làm báo mỗi ngày một nghiêm trọng đã cho thấy trong toàn thể hệ thống cai trị đảng đã không làm chủ được tình hình. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày được gọi là báo chí cách mạng 21 tháng 6 1925 đến 21 tháng 6 2021 đảng cộng sản việt nam đã chỉ thị làng báo phải tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng cộng sản hồ chí minh để bảo vệ đảng đồng thời tiếp tay đảng chống đổi đòi hỏi tự do báo chí và tự do ngôn luận trong dân nhưng khi báo chí mà bênh vực độc tài thì xã hội tất yếu sẽ suy thoái Trân trọng kính chào trên đường Carolina TV